Vâng, lời đầu tiên cho phép Bình Minh và Chí Cường xin được vinh dự và trân trọng chào đón sự hiện diện của toàn thể quý khách hàng đã có mặt trong chương trình Sắc Màu trên lần 2 của tập đoàn Việt Hưng Phát Group ngày hôm nay. Là sắc màu tri ân. Và bạn Cường bạn hỏi tôi tại sao anh không nhắn em trước thì em chuẩn bị một cái bộ đồ cùng với tông màu của anh. Thì mình có nói là thôi hôm nay là sắc màu thì thoải mái để mình tung tẩy sân khấu. Và chia sẻ với quý vị là hôm nay bạn Cường có chuẩn bị đến 5 bộ đồ có màu cam, màu hồng nữa. Đúng với chủ đề ngày hôm nay. Và nếu như quý vị thấy hôm nay bộ đồ của Chí Cường và Bình Minh ấn tượng cho sân khấu, chúng ta dành một tràng pháo tay cho hai MC đâu ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Sắc Màu trên lần 2 như một món quà rất đặc biệt từ công ty Việt Hưng Phát Group mà chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu và đầu tư hoành tráng, kỹ lưỡng để dành tặng cho tất cả quý khách hàng. Và thưa quý vị, chặng đường 5 năm hùng thịnh của Việt Hưng Phát Group và sự thành công mà chúng tôi có được ngày hôm nay phần lớn đó là sự đồng hành, tình yêu, tin tưởng và hợp tác của tất cả quý khách hàng. Kính thưa toàn thể quý khách hàng, mặc dù được hình thành chỉ từ đầu năm 2013, nhưng công ty chúng tôi đã đạt được những thành tích vượt trội mà ít doanh nghiệp bất động sản nào trên thị trường hiện nay làm được như vậy. Và liên tiếp thành công hơn 10 dự án lớn với gần 5.000 sản phẩm đất nền được đưa ra thị trường và đều tọa lạc tại những vị trí vô cùng đắc địa và thuận lợi cho cơ hội đầu tư. Và thưa quý vị, chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu tạo dựng sự uy tín thành thế trên thị trường. Minh chứng là vừa qua chúng ta may mắn lọt vào top 10 doanh nghiệp tiêu biểu uy tín phát triển bền vững tại hội nghị tiêu biểu APEC 2017. Và bằng sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã vinh dự được bầu chọn là top 10 doanh nghiệp đồng hành cùng chính phủ. Và các giải thưởng này đã một lần tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và truyền lửa cho tất cả thành viên gia đình Kim Phát, Việt Hưng Phát Đại Phúc, giữ vững niềm tin cũng như để quý vị an tâm tuyệt đối khi đầu tư tại Việt Hưng Phát Group. Và chương trình ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng của tập đoàn Việt Hưng Phát Group gồm ba công ty Kim Phát, Việt Hưng Phát Đại Phúc, kỷ niệm chặng đường 5 năm hình thành và phát triển thịnh vượng 2013-2018. Và phương châm của Việt Hưng Phát Group đó là luôn đặt sự thành công và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Đó là mục tiêu chiến lược trong quá trình hoạt động đi đến thành công của chúng tôi, thưa quý vị. Và chúng tôi luôn cho rằng thông qua chương trình tối nay sẽ là một thông điệp ngàn lời tri ân từ tập thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Việt Hưng Phát Group gửi đến quý khách hàng. Và xin mời quý vị chúng ta cùng dành càng tay thật lớn cho bữa tiệc đặc biệt tối hôm nay. Và thưa quý vị, đến tham dự chương trình đặc biệt của công ty Việt Hưng Phát Group, chúng tôi vinh dự được chào đón sự diện của quý vị khách quý. Về phía công ty Việt Hưng Phát Group, chúng ta cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Việt Hưng Phát. Xin được chào đón sự diện của ông Nguyễn Công Cường, tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc Kim Phát, công ty cổ phần đầu tư Việt Hưng Phát. Xin trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Văn Hưng, tổng đốc công ty cổ phần đầu tư Đại Phúc. Xin giới thiệu có sự hiện diện của ông Ngô Thanh Khang, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư Việt Hưng Phát. Xin trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đặng Ngọc Tân, giám đốc đối ngoại công ty cổ phần địa ốc Kim Phát. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lâm Văn Hà, tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc Đất Việt. Xin trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hồ Vĩ Đại, giám đốc công ty cổ phần địa ốc Đất Việt. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Bùi Hùng Trọng Đạt, trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần địa ốc Đất Việt. Xin trọng giới thiệu sự hiện diện của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ, thương hiệu áo dài ABC. Trân trọng giới thiệu có sự diện của ông Lý Thành Tâm, trưởng đại diện báo Tiền Phong. Trân trọng giới thiệu sự diện của ông Nguyễn Văn Vũ, trưởng đại diện báo Công Lý. Xin trân trọng giới thiệu có sự diện của ông Hoàng Ngọc Quý, trưởng đại diện báo Pháp Luật, cùng với tất cả các đối tác và khách hàng đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả vì dành thời gian đồng hành cùng với sự kiện đặc biệt của chúng tôi. Và thưa quý vị, mở đầu cho đêm tiệc sắc màu trên lần hai của tổng công ty Việt Hưng Phát Group, chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch hội đồng quản trị sẽ đọc bài phát biểu khai mạc. Chúng ta cùng nhau dành một tràng pháo tay thật đông nhiệt.